Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách đăng video short ngắn lên YouTube. Thì khi các bạn đăng những nội dung video ngắn thì các bạn sẽ kiếm được tiền ở trên quỹ YouTube Short, mà cái kênh của các bạn không cần phải đạt đủ 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ xem, và kênh của các bạn không cần phải bật kiếm tiền mà các bạn vẫn kiếm được ở trên quỹ YouTube Short này. Thì rất là đơn giản thôi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần video ngắn của YouTube cho các bạn xem. Thì các bạn sẽ ấn vào chữ sốt này. Đó, thì các bạn lên cái phần video ngắn này thì các bạn lướt cũng y như là TikTok thôi. Thì những cái video đây rất là ngắn, từ 15 đến 59 giây thôi nhé. Rồi thì để tải được cái video lên cái dạng short ngắn này thì các bạn lên tải ở điện thoại di động là hợp lệ nhất cho các bạn nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ đăng nhập cái kênh YouTube của chúng ta vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở giữa này. Đó thì nó có cái ba cái mục này, một là tạo video ngắn, hai là tải video lên, ba là phát trực tiếp. Thì để tạo video ngắn, đăng video ngắn lên thì các bạn lên chọn ở cái phần tạo video ngắn này là hợp lệ nhất nhé các bạn nhé. Các bạn nhấp vào đây. Đó thì nó đưa chúng ta đến một cái giao diện như thế này. Thì khi các bạn ấn vào đây thì chúng ta có hai cách chúng ta đăng video lên. Một là các bạn sẽ quay trực tiếp như thế này nhé. Đó. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ đăng tải những cái video có sẵn ở trong máy lên. Thì các bạn lên tạo những video của chúng ta từ 15 giây đến 59 giây để các bạn đăng tải lên cho nó hay nhá. Các bạn quay trực tiếp này sẽ không hay. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái thời gian này từ 15 đến 60 giây. Thì mình nhấp vào đây, mình sẽ chọn 60 giây. Mà các bạn muốn quay video trực tiếp thì các bạn sẽ nhấn vào nút quay này. Đó, sau khi các bạn nhấn nút quay nó sẽ chạy hết cái thanh này và nó đủ 60 giây nó dừng lại cho các bạn. Thì ở trên này nó có những công cụ như là một chúng ta thêm âm thanh này, và chúng ta có thể là quay cam trước cam sau này, chỉnh tốc độ này, rất là nhiều nhá. Rồi thì các bạn muốn quay thì chúng ta chỉ cần nhấp vào đây. Thì mình sẽ chọn là mình tải những cái video mình đã render chỉnh sửa sẵn trong máy, thì mình sẽ nhấp vào cái hình này nhá. Đó. Thì nó đưa chúng ta đến những cái video các bạn lưu ở máy, và lưu ý là cái video các bạn phải chỉnh sửa là nó khung hình nó dọc 9 trên 16 đó, và cái thời gian của nó là từ 15 đến 59 giây như này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào cái video này để mình tải lên ha. Đó thì các bạn nhìn thấy cái video này nó là hình dọc như thế này nhá. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ấn vào chữ xong này. Đó thì đến cái bước này thì các bạn sẽ ấn vào cái dấu tích này. Đó. Rồi đến cái phần này, nếu mà cái video của bạn mà các bạn muốn thêm nhạc, thêm âm thanh vào thì các bạn chỉ cần nhấp vào cái chữ âm thanh này. Đó thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái giao diện âm thanh nhạc của YouTube này các bạn nhé. Thì nó cho chúng ta sử dụng này. Có rất nhiều những cái bài nhạc ở đây. Thì các bạn muốn bài nào thì các bạn chọn bài đấy. Thì mình ví dụ mình sẽ chọn cái bài I Love You này, và mình sẽ nhấp vào nó cho các bạn nghe thử nhá. Đó thì các bạn muốn chọn bài này thì chúng ta chỉ cần nhấp vào cái video này. Đó, sau đó nhấp vào cái mũi tên này. Sau đó các bạn nhấp vào chữ tiếp này. Rồi đến cái mục này thì đầu tiên là các bạn sẽ đặt cái tiêu đề cho nó. Nó lưu ý cái tiêu đề này các bạn phải thêm một cái từ nữa là các bạn sẽ thêm dấu gạch đứng này. Và các bạn sẽ thêm chữ thăng và các bạn sẽ đánh cho cái chữ S sốt này. Đó, các bạn thêm chữ add sốt này. Rồi sau đó các bạn sẽ ấn vào chữ xong này. Và cái chế độ của bạn, một là các bạn để là công khai hay là các bạn để không công khai, thì các bạn muốn lúc nào các bạn công khai
thì mình sẽ chọn là công khai nhá. Đó. Sau đó thì cái mục này là đối tượng người xem này thì các bạn sẽ tích vào là cái mục là không, đây không phải nội dung dành cho trẻ em. Đó. Sau đó các bạn sẽ ấn tải lên. Rồi thì cái video mình đang tải cái mục thư viện này nhá. Đó thì mình cũng tải rất là nhiều video ở đây rồi. Mình cái kênh này mình mới lập được có 2 ngày thôi. Đó, một cái kênh này mình sẽ đăng 20 giờ trước là được 8.000 lượt xem rồi. Nói chung là cái video short ngắn này nó rất là view rất nhiều nhá. Đó thì cái video lúc nãy mình tải đây nha các bạn nhá. Đó. Thì cái video ngắn thì các bạn nhìn thấy nó có biểu tượng video ngắn này, rất là đơn giản thôi nhá. Đó, thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like, đăng ký kênh. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công nhé.